Thưa quý vị, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc là chủ trương mới được đề ra trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Nắm bắt sớm được định hướng này, Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa hạnh phúc thành một chỉ tiêu phát triển văn hóa xã hội trong nghị quyết Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và đang cụ thể hóa thành các phong trào, mô hình thiết thực ở các địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Triển khai phong trào bác sĩ tận tâm bệnh nhân hạnh phúc, năm 2021, ngành y tế tỉnh Yên Bái thực hiện thí điểm đánh giá sự hài lòng của người bệnh bằng thiết bị điện tử, lấy đây làm tiêu chí thi đua. Phát triển về chuyên môn kỹ thuật cho các bác sĩ, các thầy thuốc. Thứ hai, đầu tư về trang thiết bị cũng như là cơ sở vật chất. Tỷ lệ chuyển tuyến của trung tâm y tế những năm gần đây giảm rất nhiều. Khi người bệnh đến, người ta yên tâm điều trị cũng là một cái hạnh phúc của đối với các thầy thuốc ở tại trung tâm y tế. Năm học 2021-2022, Yên Bái thực hiện thí điểm mô hình trường học hạnh phúc theo bộ tiêu chí tạm thời của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại 136 trên 453 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng là chuyển từ định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực, đảm bảo mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, tổ chức kiểm tra đánh giá phù hợp với năng lực của học sinh, vì sự tiến bộ của học sinh, không có yêu cầu học sinh phải ghi nhớ máy móc kiến thức và hạn chế được tình trạng học thụ động, bệnh thành tích. Yên Bái cũng ban hành tiêu chí tạm thời đánh giá thôn bản tổ dân phố hạnh phúc. Đến nay trên 200 thôn bản tổ dân phố được lựa chọn để xây dựng mô hình này. Sắp tới thì các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở sẽ cần thực hiện tốt các cái chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và các cái đối tượng cụ thể trong cái yếu thế trong xã hội để mà quan tâm để nâng cao cái chỉ số hạnh phúc ở cái đối tượng này. Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu từng ngành, từng đơn vị phải xác định được các giải pháp vừa cấp bách vừa lâu dài để nâng cao chỉ số hạnh phúc, có sản phẩm cụ thể. Từ nội hàm của các tiêu chí về chỉ số hạnh phúc, việc nỗ lực đạt chỉ tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân qua các năm và phấn đấu đến hết nhiệm kỳ tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%, thì cũng đồng nghĩa với việc tỉnh Yên Bái phải quyết tâm cao độ trong triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp. Vượt lên trên những khó khăn của một địa phương miền núi không có nhiều lợi thế phát triển, Yên Bái đang nỗ lực nâng cao chỉ số hạnh phúc với quan điểm mạnh dạn, chắc chắn, vừa làm, vừa nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện. Chú trọng phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ vào năm 2025 và trở thành tỉnh hạnh phúc.